Mặc dù đang thi công xây dựng, thế nhưng tầng 1 và nhiều căn hộ tại chung cư ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội do công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 2 và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đồng Đô, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư đã được đưa vào sử dụng, bất chấp quy định pháp luật và an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên, cư dân và khách hàng. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 1.700m2 với quy mô cao 21 tầng, trong đó có 2 tầng hầm, tầng 1 làm khu dịch vụ với đầy đủ tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân, tầng 2 là khu văn phòng và sinh hoạt cộng đồng, từ tầng 3 đến tầng 21 là khu căn hộ, chung cư nằm trong ngõ 199 Hồ Tùng Mậu được giới thiệu do công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 2 và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại đây vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang khắp nơi. Một nhóm công nhân cũng đang xây, chát, lắp đặt hoàn thiện công trình. Phía trong, một văn phòng bán hàng đã được mở và hoạt động ngay tại tầng 1 của chung cư này. Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi không khỏi giật mình khi ngay cả công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 2 cũng đã chuyển trụ sở về đây. Xung quanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn chưa lắp đặt hoàn thiện. Các căn hộ khác vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, ngổn ngang vật liệu xây dựng như thế này. Trao đổi với một nhân viên môi giới tự giới thiệu là người của chủ đầu tư cho biết, đến tháng 11, chung cư này mới hoàn thiện và bàn giao nhà. Thế nhưng hiện nay, chủ đầu tư cũng đã tạo điều kiện cho một số cư dân chuyển vào căn hộ sinh sống. Bán mua người ngồi em mới bàn giao ạ. Đúng ạ, đấy là những căn hộ mà bọn em bàn giao sớm trước ấy, thì khách họ cần thì bọn em đã bàn giao cũng được mấy căn hộ đã ở rồi. Nghĩa là bọn em đã bàn giao được 20 căn rồi, giờ được 2 nữa là bọn em bàn giao tháng 11 là khoảng 20 căn nữa. Văn phòng của mình ở đâu em? Ở luôn trong dự án luôn ạ, ở tầng 1 ạ. Dạ. Em là thuộc chủ đầu tư luôn, bọn em là phòng kinh doanh ạ, phòng kinh doanh phát triển dự án luôn ạ. Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ về điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng. Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định pháp luật liên quan, chủ đầu tư, đặc biệt là công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 2 đang bất chấp tất cả các quy định của pháp luật. Phải chăng chủ đầu tư đang coi thường, đùa giỡn với tính mạng của cán bộ, nhân viên và khách hàng? Luật xây dựng năm 2014 quy định, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải lập biện pháp thi công xây dựng. Trong đó có nội dung biện pháp an toàn trong thi công xây dựng công trình. Công trình phải được nhà thầu thi công nghiệm thu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư mới đưa vào sử dụng. Nếu công trình vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, dở dang thì vẫn thuộc trách nhiệm quản lý của nhà thầu thi công xây dựng. Qua đây, dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát vì sợ mất chi phí vài trăm triệu đồng nhưng coi thường công tác an toàn xây dựng. Từ đó, khách hàng cũng có nhiều lo ngại về nhiều công tác khác trong quá trình thi công xây dựng dự án mà sau nhiều năm sử dụng mới thấy hậu quả việc xuống cấp của công trình. Qua đây, đề nghị các ban, ngành của quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào cuộc xử lý ngay tình trạng bất chấp quy định của pháp luật về an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên, cư dân và khách hàng tại chung cư ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, không để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.